Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin FBNC tối ngày hôm nay 6 tháng 7. Kính thưa quý vị, nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh đối đầu kéo dài giữa quân đội Philippines và lính IS tại Marawi, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang chuẩn bị lập một bản thỏa thuận với lực lượng chân rết IS đối đầu. Đây được coi là một bước đi đầy bất ngờ của ông Duterte bởi lo ngại rằng cuộc chiến tại miền Nam Philippines có thể sẽ ác liệt hơn nữa trong tuần đối đầu thứ Sáu. Trước đó, có một nguồn tin cho biết ông Duterte cũng có ý định đưa ra thỏa thuận với lính chân rết IS chỉ vài ngày sau khi lính IS tràn vào Marawi hồi tháng 5. Một lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng cho hay, trợ lý của ông Duterte đã tiếp cận ông nhằm dựa vào mối liên lạc của vị lãnh đạo này để tiến hành đàm phán với lính chân rết IS. Hiện tại, lý do tại sao Duterte đột nhiên thay đổi, nhưng các cơ quan chức năng cũng không hề biết bất kỳ thông tin gì về kế hoạch đàm phán này. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 400 người bị giết trong cuộc xung đột Marawi. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong khi nắm quyền của ông Duterte. Dù bốn nước vùng vịnh đã gửi danh sách yêu cầu tới Qatar nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng hiện tại, nhưng câu trả lời của Qatar là không đồng ý. Vì thế, mặc dù không có lệnh trừng phạt mới với Qatar, song xung đột vùng vịnh vẫn chưa chấm dứt tại đây. Trong cuộc họp, Bộ trưởng bốn nước Ả Rập Saudi, Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập Thống nhất UAE, Hy Lạp và Bahrain mới đây, Bộ trưởng các nước cố gắng đưa ra quyết định làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề khủng hoảng ngoại giao với Qatar. Các nước đã gửi tới Qatar một bản danh sách gồm 13 yêu cầu, trong đó gồm cả việc nới lỏng quan hệ ngoại giao với Iran và đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera thông qua trung gian hòa giải là Kuwait. Qatar đã đáp lại rằng nước này không đồng ý với danh sách yêu cầu mà bốn nước vùng vịnh đưa ra. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar cho biết bất kỳ phương án trừng phạt tiếp theo nào sẽ phải phù hợp với luật quốc tế. Tuy nhiên, phía Qatar cho rằng các nước này vốn đã vi phạm luật quốc tế rồi. Như vậy, khủng hoảng vùng vịnh vẫn chưa có lối thoát. Hiện tại, chính phủ Qatar đang làm mọi cách để giảm thiểu khó khăn cho công dân nước này trong khủng hoảng. Nếu như Qatar không có mức thu nhập tương xứng, thì Qatar đã không có khả năng chi trả nhu cầu thuốc thang và thực phẩm của người dân. Với việc bốn nước vùng vịnh khóa cửa biên giới với Qatar đã khiến cho việc giao thương của Qatar gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn trước. Châu Âu và Nhật Bản mới đây đã hoàn thành việc ký kết một hiệp định thương mại tự do ngay trước khi lãnh đạo các nước bước vào hội nghị thượng đỉnh G20. Chủ đề của G20 năm nay chính là những vấn đề xoay quanh chủ nghĩa bảo hộ của nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã hoàn thành việc ký kết một hiệp định thương mại tự do giữa hai phía. Các chuyên gia nhận định kinh tế Nhật Bản và EU đang gần như tiến đến sự tương đồng về trình độ phát triển và do đó một hiệp định thương mại tự do sẽ giúp hai phía gỡ bỏ những rào cản thương mại vốn còn tồn tại. Việc EU và Nhật Bản hoàn thành hiệp định thương mại tự do ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 là vô cùng quan trọng. Đây là một bước tiến lớn cho thấy tín hiệu tích cực giữa hai phía trong việc hướng đến nền thương mại tự do và công bằng. Việc châu Âu gỡ bỏ rào cản nhập khẩu linh kiện xe hơi từ Nhật Bản là một kết quả tích cực sau khi hoàn thành hiệp định này. Còn từ phía EU, trong thời gian tới, các doanh nghiệp châu Âu sẽ có điều kiện tiếp cận tốt hơn đối với thị trường Nhật Bản. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, dân số vàng có vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch. Tổ chức này cũng nhận định cuộc cách mạng công nghệ và ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển của ngành du lịch trong những năm gần đây, đặc biệt là sự phát triển của mảng du lịch trực tuyến. Vậy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, lữ hành, các hãng vận tải hàng không và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam đang chịu tác động như thế nào của nền kinh tế số? Những thuận lợi cũng như khó khăn khi phát triển du lịch trực tuyến là gì? Nguồn nhân lực trong ngành du lịch hiện nay đã đáp ứng xu hướng kinh doanh online hay chưa? Dưới đây chính là ghi nhận của chúng tôi về các vấn đề trên tại Ngày Du lịch Trực tuyến 2017. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2017, lần đầu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương vượt qua khu vực Bắc Mỹ để trở thành thị trường du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 21,5%. Có thể nói, cuộc cách mạng công nghệ và ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch trong những năm gần đây. Trong đó, sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp khách lẻ sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến đã thay đổi đáng kể thị trường du lịch và lẽ dĩ nhiên Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Theo dự báo của Google, thị trường du lịch trực tuyến sẽ tăng mạnh từ 22 tỷ đô la Mỹ năm 2015 lên 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, trong đó Việt Nam chiếm đến 10% tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trao đổi tại Ngày Du lịch Trực tuyến 2017, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, du lịch Việt Nam hiện đang đi sau các ngành khác rất nhiều về vấn đề thương mại điện tử. Trong từ 5 đến 6 năm trở lại đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống booking trên toàn cầu, ngành du lịch Việt Nam cũng đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề thương mại điện tử. Một số trang web mới ra đời, sàn giao dịch cũng đã xuất hiện,
có thể kể đến như iVivo hay GoDaddy, GoNow và đặc biệt là sự ra đời của sàn giao dịch cổng thông tin du lịch trực tuyến GP, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm các thông tin về du lịch. Như vậy, du lịch Việt Nam có thể nói cũng đang tiệm cận với du lịch trực tuyến, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là cạnh tranh với hệ thống trực tuyến hiện đại hiện nay, những hệ thống khổng lồ như Agoda, Booking.com, v.v. Trước đó, tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam năm 2017, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom từng đưa ra nhận định hiện tỷ lệ lớn khách ra vào Việt Nam sử dụng dịch vụ của các sàn nước ngoài. Thậm chí tỷ lệ khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ của các sàn du lịch trực tuyến nước ngoài là không nhỏ. Đối với thương mại điện tử, nó cũng giống như khái niệm gọi là cross border, không có biên giới. Tất cả mọi thứ nó có thể liên quan, kết nối với nhau. Đấy, hiện nay có thể là thuế, có thể là phí, nhưng mà dần dần cũng có thể là đến những cái thay đổi đấy, thì nó cũng giống như là khu vực thương mại tự do. Đấy, thì chúng ta thấy là cái doanh nghiệp Việt Nam phải bắt buộc phải chuẩn bị cho cái việc này. Đó là cái điều cũng giống như là người tiêu dùng kết nối, họ mong muốn cái gì chúng ta cũng không chặn họ lại được. Và cái doanh nghiệp Việt Nam phải hiểu được họ, người tiêu dùng Việt Nam hơn là họ, thì chúng ta mới đưa ra những cái offer đúng, chúng ta mới đưa ra những cái dịch vụ đúng, những cái gì mà người tiêu dùng Việt Nam mong muốn. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra cho ngành du lịch hiện nay là du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và mỗi một sản phẩm du lịch gắn bó với nhiều lĩnh vực, từ đặt vé, chọn phương tiện vận chuyển đến đặt phòng khách sạn, mua các dịch vụ v.v. Thế thì, du lịch trực tuyến phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Tuy nhiên, không như các sản phẩm được chào bán trực tuyến thông thường, các sản phẩm du lịch mang tính cá biệt phụ thuộc vào ý thích, nhu cầu và thói quen của từng người. Chẳng hạn, một người khách du lịch trước khi đến Việt Nam đều có những tìm hiểu và mong muốn nhất định, nhưng từ mong muốn đến hiện thực chính là những thách thức lớn nhất trong ngành du lịch khi hệ thống dịch vụ chưa đi kịp với nhu cầu của khách hàng. Nay là trong chỉ thị Thủ tướng là nó đã nêu ra, đó là chúng ta phải phát triển du lịch thông minh. Thế thì du lịch thông minh là cái gì? Nó là như hình hài nó như thế nào? Nó là những cái gì? Thì chúng ta còn đang phải cố gắng để thảo luận với các chuyên gia và các doanh nghiệp để chúng ta xác định cái hình hài du lịch thông minh. Và trong cái du lịch thông minh đấy thì từng cái vai trò của từng cái đối tác đó sẽ có vai trò gì? Thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề này là vấn đề hết sức mới mẻ và chúng tôi cũng chắc chắn cũng sẽ phải huy động và đề nghị cái sự vào cuộc đóng góp của rất nhiều đối tác trong cái thời gian rất ngắn sắp tới, từ nay đến hết năm 2017. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm trong việc phát triển du lịch trực tuyến tại Việt Nam chính là nguồn nhân lực. Theo ông Nguyễn Bình Minh, Phó khoa Thương mại Điện tử Trường Đại học Thương mại, trong một thời gian khá dài, ngành du lịch Việt Nam hoạt động với tư duy không có nhiều thay đổi, nên nhân lực về thương mại điện tử trong ngành du lịch vẫn chưa được chú trọng. Đó còn chưa kể đến việc từ trước đến nay vẫn luôn có những khoảng trống giữa người làm công nghệ với những người làm trong một ngành nghề, cụ thể dẫn đến nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, cũng theo ông Minh, trong vòng 3 năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong ngành du lịch đã có một số sự thay đổi nhất định. Cụ thể, hiện các yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực nhưng không chỉ xoay quanh những người được đào tạo trong khách sạn du lịch mà các doanh nghiệp còn cần nguồn nhân lực thương mại điện tử để bổ sung vào phụ trách mảng online, nội dung trên môi trường số. Điều này có thể nhận thấy nhận thức và sự quan tâm của các doanh nghiệp về du lịch trực tuyến đã có sự thay đổi. Số lượng các trường đào tạo về khách sạn du lịch hiện nay ở Việt Nam thì có thể đến các trường đại học có thể xấp xỉ khoảng 20 trường. Trong đó thì các trường mà đào tạo về thương mại điện tử ở trong cả nước hiện nay giải đều cho cả ba miền thì đều có cả. Thì tất cả những trường này thì cái môn thương mại điện tử họ đều có cả khách sạn du lịch và đều có thương mại điện tử. Và vì vậy sự kết hợp này nó đã hỗ trợ rất là tốt cho cái nguồn nhân lực. Tuy nhiên nếu mà để mà dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì chúng ta nói là có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Nhưng để nguồn nhân lực trở thành một nguồn lực mạnh để tạo ra sự đột phá trong phát triển du lịch trực tuyến thì cái đó thì tôi nhận thấy là chưa làm được. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành du lịch được đánh giá là ngành tiếp theo sau ngành công nghệ thông tin mà có thể tạo ra được những sản phẩm cá thể hóa cho người dùng với một số lượng rất lớn. Và chính sự cá thể hóa này sẽ tạo ra được những đột phá trong tiêu dùng và cung cấp dịch vụ. Nhận thức được điều đó, năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua Luật Du lịch sửa đổi, hay gần đây với nhiều nguồn lực để phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch trực tuyến nói riêng. Đặc biệt tôi xin nhấn mạnh là trong nguồn nhân lực về du lịch ấy, để mà có thể cá thể hóa dịch vụ ấy, thì bản thân tất cả những người trong ngành du lịch sẽ cần phải có kỹ năng về số và digital skill, sell những phần rất là quan trọng. Nhưng mà trước khi có digital skill thì đầu tiên phải có cái standardized skill này. Thì tôi nghĩ rằng là để tạo ra được và đi theo một cái chuẩn về năng lực cho
cho ngành nhân lực của du lịch. Như tôi đã nói, không chỉ là thị trường Việt Nam, hãy nhìn trên toàn cầu. Khi mà cái kết nối và thương mại điện tử đem lại cơ hội toàn cầu chúng ta thì không chỉ Việt Nam đâu mà doanh nghiệp Việt Nam có thể vận hành doanh nghiệp lữ hành toàn cầu. Có thể thấy với sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông xã hội như hiện nay thì du lịch trực tuyến là một xu thế không thể đảo ngược. Vấn đề cần làm là sự phối kết hợp, tập trung các nguồn lực để tận dụng một cách tốt nhất những cơ hội phát triển du lịch trực tuyến của Việt Nam. Chuyển sang thị trường chứng khoán trong nước, thưa quý vị, sắc xanh đã tràn ngập hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay 6 tháng 7. Chỉ số VN Index vượt mốc 780 điểm nhờ lực đẩy từ các blue chips. Thị trường duy trì đà tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch. Một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như Vinamilk, Gas và nhóm ngân hàng diễn biến tích cực đã giúp chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 780 điểm. Hoạt động giao dịch trên sàn khá sôi động, tập trung vào các cổ phiếu thị giá thấp và mang tính đầu cơ cao. Nhóm ngành chứng khoán tiếp tục xu thế tăng trưởng. Bước sang phiên chiều, đà tăng của thị trường duy trì vững chắc. Các cổ phiếu gồm Vinamilk, Vietcombank, ROS, FPT đã góp phần lớn vào sắc xanh cho chỉ số. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm Benis như ITA, HQC và FLC. Khép phiên, VN Index tăng 0,56% lên mốc 782,65 điểm. Thanh khoản đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương gần 240 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng diễn biến khởi sắc trong phiên. Các cổ phiếu chủ chốt đã hỗ trợ tốt cho đà tăng này. Trong đó, SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn cùng xu thế tăng giá. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,67%, đạt 102,6 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trên 100 triệu đơn vị, ứng với gần 840 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 7, thì chứng khoán Forward đa phần tăng điểm, thưa quý vị. Lĩnh vực công nghệ thông tin là trợ lực chính cho đà tăng của Forward khi chốt phiên 5 tháng 7. Những nhận định của Fed cũng khiến cho tâm lý giữa đầu tư thận trọng hơn. Forward đã trở lại giao dịch bình thường ngay sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% và cổ phiếu lĩnh vực công nghệ thông tin tăng 1%. Chỉ số Nasdaq tăng 0,7%, cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như là Amazon, Apple, Netflix, Facebook và Google đều tăng giá. Tính trong 6 tháng đầu năm 2017, lĩnh vực công nghệ được xem là lĩnh vực có mức độ thể hiện tốt nhất trong năm nay, dù trong tháng trước lĩnh vực này đã giảm khoảng 5%. Tuy nhiên, chốt phiên chỉ số Dow Jones về lại mức tham chiếu, IBM thất thu lớn và Boeing là cổ phiếu giúp kéo lại chỉ số vào cuối phiên. Fed cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên, mặc dù mức lạm phát đang trầm xuống. Tuy nhiên, Fed cho biết thêm là mức lãi suất hiện nay chỉ là tạm thời và trong thời gian dài sẽ đạt được mục tiêu 2%. Trên lĩnh vực kinh tế, doanh số từ các nhà máy đã giảm 0,8% trong tháng 5, cao hơn dự đoán trước đó. Hiện giới đầu tư đang chờ đợi bản báo cáo việc làm hàng tháng do chính phủ Mỹ công bố vào cuối tuần này. Trái ngược với phiên trở lại sau nghỉ lễ trên Forward, thì chứng khoán châu Á ngày 6 tháng 7 đã kết thúc phiên hầu hết giảm điểm. Nguyên nhân là do giá dầu tiếp tục rất mạnh 4% sau một đêm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei giảm 0,54%, chỉ số Kospi cũng giảm nhẹ 0,19%. Chỉ số S&P 200 là chỉ số giảm điểm nhẹ nhất trong số những chỉ số tài chính mất điểm vào phiên ngày 6 tháng 7. Nhờ chỉ số phụ trong lĩnh vực vật liệu và chăm sóc sức khỏe kéo lại, chỉ số Shanghai của Trung Quốc cũng trượt dốc, giảm 0,31% khi kết phiên. Trên lĩnh vực năng lượng, giá dầu đã tăng nhẹ sau khi giảm sâu trong đêm. Tâm lý giới đầu tư châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phần chịu tác động từ kết quả cuộc họp của Fed vào ngày 5 tháng 7. Trong bản báo cáo của Fed, nhiều thành viên của Cục Dự trữ Liên bang đã tỏ ra lo ngại vì những tác động tới các thị trường từ việc tăng lãi suất. Hiện tại các nhà đầu tư lại tiếp tục chờ đợi vào thời điểm Fed hé lộ bản cân đối thu chi. Một số thành viên của Fed cho biết việc cắt giảm cân đối thu chi có thể sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới và công bố chính thức sẽ không phải đợi tới cuộc họp hàng tháng của Fed vào tháng 9. Và đến đây thì xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật của phần tiếp theo chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh di dời hơn 250 cây cổ thụ chuẩn bị xây cầu Thủ Thiêm 2. Chứng khoán Bản Việt chuẩn bị lên sàn HOSE.